Cũng thế này, một thời gian tài trẻ lắm, tay đâm tay chém ở đất Nam Định đấy. Đâm mày chém mày không không nghe biết, bạn thấy không? Thời thế thế thời, bạn đã hiểu thế nào là thời thế thế thời chưa? Bây giờ mẹ tôi thì sợ thằng cứ đi ra Việt Nam mà có vấn đề gì xung phong tuyến đầu ấy, tôi mới sợ, tôi sợ đi mẹ mày cái tuyến đầu ở cái ấy đâu mà tu tôi làm gì đâu. Đó. Tuyến đầu nhanh đi lắm. Em chào anh Hai nhá. Bây giờ tuyến đầu chỉ có những thằng ngu thì mới đi cùng nhau về những cái việc đấy. Đấy. Những cái thằng khôn thì nó phải dẫn người ta, anh em người ta đi làm ăn. Đấy. Còn những cái thằng ngu thì cứ bây giờ nó bảo là mày việc lọ bây đùm bây đàn mà làm cái đéo, đông người dễ trúng làm đéo rồi đâu mà hiểu. Nhiều cái việc mà đéo đi thì kịp mà sờ vào nhau lại bị pẹ vào hơn 100 năm tù. Cho nên là thế nhưng mà cũng... bạn đang nghe cái câu gọi là trai lam gái hải nhỉ? Đấy là anh Hà này, bạn mới anh Hà đây. Nghe chưa? Anh Hà phải live stream lên này chứ, mình đang chế độ bên kênh. Anh Hà phải live stream. Bạn có nghe đi. Không? Có nghe câu các cụ nói không có sai đâu, trai nam gái hải, trai Nam Định nó giỏi lắm, đơn giản đâu. Em chào sư phụ Kim. Tôi đã chơi rất nhiều các anh ở Nam Định. Đấy. Mà tôi cũng như là rất nhiều luôn, hầu như là mùng 6 Tết năm đéo nào là tôi cũng phải có mặt ở chợ Viềng. Đấy. Em chào anh nhá. Em chào anh Hải nhá. Bây giờ nhá, đến thời của Cú Ma Khánh tặng là ngày xưa là trai Nam gái Hải, bây giờ phải là trai Yên Bái, gái Hà Nội. Đẹp. Cú Khánh cho một câu này, trai nếu mà trai tốt phải là trai Yên Bái mà gái đẹp phải gái Hà Nội, bây giờ tất cả các con đẹp nó về Hà Nội làm hết rồi. Lấy chồng Hà Nội rồi, nó mới nguồn gen nó đẻ ra toàn gái đẹp mẹ con sinh thôi. Đúng rồi. Nha. Em đây. Các tinh hoa rồi cũng chảy về Hà Nội hết. Mọi nhà đường đều dẫn về Thủ Đô à. Cháu sinh ra thì gọi anh là bằng bác là cái chắc rồi. Thế bác gọi chú anh bác. Dạ. Thế cháu sinh ra gọi anh bằng bác là cái chắc rồi, nhưng mà gọi Khánh bằng chú anh bác. Nếu mà Khánh bây giờ ông Khánh chùm. Gọi con em phải gọi ông chùm. Nhưng mà nếu mà bắt con em phải bảo con em phải gọi bằng ông chùm thì bà Khánh ơi, ông chùm Khánh phải làm bên NT khoảng 10 củ ấy ạ. Bây giờ ấy, anh Hà nhá, em sẵn sàng em cho con cùng Dương 10 triệu để mua sứa. Nhưng mà em không biết là nó lấy nó mua sứa hay là con nó, anh cũng mới cho con đầu thú ra 10 triệu đúng không? Vừa kể cá thì làm sao mà 10 triệu của anh nó uống được trong vòng 2 tháng thì mới hết được. Bây giờ em cho thằng Tùng Dương lấy xe uống tiền luôn nha. Anh Hà, anh cho tôi 10 triệu tôi chuyển luôn cho mẹ tôi, hỏi nhà biết mẹ vợ tôi luôn. Thế bây giờ là 10 triệu đấy là đủ cho cháu uống 2 tháng rồi. Bây giờ bạn đem tôi tiền của tôi, bạn chuyển lên bạn lấy keo bạn hút xong bạn bảo là thôi, bạn nói vào tai cháu là thôi bố bù cho con sau. Nó là của con cái, nó là của con cái, tính tôi mẹ mày nó rõ ràng, cái gì bảo là của tôi là của tôi, cái gì bảo là của con tôi là thì mẹ mày chỉ có gọi là trả con tôi thôi chứ tôi không bao giờ tôi nhưng mà đấy, không? Nhưng mà cháu nó có biết nói đâu, bây giờ bạn lại thì thầm vào tay bạn lại bảo là bây giờ thế thì bố mẹ nó người nhà nó sinh ra làm cảnh à, ông có chuyện này tôi biết không tiếc nói chung là anh Hà, cái thằng Khánh Sky này nó rất chi là rắn, anh hiểu không? Đấy, nó chỉ đi bắt vạ người khác được, người khác không bao giờ bắt vạ nó. Đấy, cho nên thằng này... Bây giờ con bạn như này, con bạn nó như cái quyển sách này. Bạn bảo là, đây nhá, bác Hà cho con 10 triệu rồi nhá. Còn đâu bây giờ là ông Trùm Khánh. Ông Trùm Khánh cho con 10 triệu rồi, nhưng mà cái tiền bác Hà là cho con là con mới bé, con uống được trong vòng 2 tháng chưa hết. Bố mượn tạm để hôm nay bố chơi tí, xong là bố bù cho sao. Xong là bạn tự lấy đầu con bạn gật, bạn tự bế nó, bạn gật đầu, thế là xong. Nạ cái gì? Nạ với công việc của con là con người tôi, ông hiểu không? Cho nên là ông mẹ mày bỏ ngay cái lối sống đấy, nghĩ người khác giống ai cũng giống như mình đi, Khánh ạ, à, nhá. Ôi, cu nhà em nó trộm vía lắm anh ạ. Không, nhưng mà ông Trùm chắc chắn rồi, gọi Khánh Sky là ông Trùm chắc chắn rồi, đến là anh cũng gọi... Nước qua mấy hôm nữa gặp lại các bạn nha, các bạn muốn nước qua mấy hôm nữa gặp lại để mình lo cho vợ nhưng con, mà... mình lo cho vợ gọi bằng chú, bằng bác thì nó là tình cảm người ông gia đình hơn, chứ còn ông Trùm... Đúng rồi, thế thì nó đã đòi nó đưa con em vào dưới ao hồ rồi anh ạ. Em không có gia đình gì mà thằng Tùng Dương này anh ạ, em chỉ có băng đảng thôi. Chưa gì nó đã đưa muốn đưa con em vào ao hồ. Chưa, chuyện gia đình suốt ngày nó bảo là số tài khoản tôi đây mệt lắm. Anh ạ, mình phải chia phe ra nó đỡ vay tiền. Mấy cái thằng bốc phét thì bốc phét nó không chuyện gì mà nói. Như bây giờ nhá, tuyên bố luôn à, nếu Tùng Dương mà dám xuống nhà Tế Điên nói chuyện, tôi bắn cho bạn 20 triệu. Nhưng mà cái chính là 20 triệu đấy để làm cái gì? Xuống nói chuyện thôi, anh em xuống nói chuyện dạng hòa, ôm hôn nhau thôi.
Tôi không cần bà Dũng đánh nhau. Luôn tôi chỉ muốn thịt mẹ mà bây giờ tôi phải đoàn kết. À. Ông chuyển luôn cho anh Hà 20 triệu. Bây giờ tôi xin phép bịt mẹ vừa lại chim vừa bước xuống cái đất Lam Định luôn. Vuông xuống nhà ông Tế luôn. Ôi. Đất Lam Định nhà mày không, rộng lớn. Em lấy mà mai phục củ của anh để đấy nó bắt vạ nhiều người rồi để em bắt vạ nó phát. Nói về tỉnh thành, nói về mảnh đất là mình phải tôn trọng những cái đất nghe có vẻ là khệnh quá. Mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc nhỏ bé thôi. Mình đừng nói câu cái đất. Đấy. Bây giờ tôi được tôi xuống mình đừng nói câu cái đất. Phải chưa? Vì Nam Định rất nhiều nhân tài. Nhưng mà cái chính bây tôi không nhá. Nói đến cái đất Nam Định anh à, mà tôi chỉ nói đến một đối tượng. Anh vào dép nào, anh chuyển đưa cho em số tài khoản em chuyển cho anh. Ok. Anh cọc. Ok, em xuống luôn anh ạ. Anh cũng như mà không xuống nhà thằng Tế Điên để ôm hôn nhá. Bây giờ tao đi luôn. Tao không cần mày xuống mày đánh đập nhau. Mà tao chỉ cần chúng mày xuống mà chúng mày ôm hôn nhau. Mày văn môi võ luyện với cả ông Tế này. Ok được chưa? Mày xuống mày nói gì mày nói à? Tôi sẽ đấu khẩu về những cái hành về cái nhận thức của tao, sẽ giải thích cũng như là cho ông Tế ông sẽ phải cúi đầu. Mày trước cái suy nghĩ của tôi với ông đấy, ông hiểu không? Yeah. Nhưng bây giờ chẳng may mà Tế nó điên lên rồi, mày đến nhà bố mày nó mặc đồ nó lùa tao. Đấy là việc của tôi với ông đấy, mà để không có cái chính bây giờ phải vào quả keo 20 củ, tôi đi anh luôn. Anh ơi, vào tin nhắn anh ơi, vào tin nhắn. Đi luôn anh ạ, đi luôn để em 20 củ là cái này. Tao ứng trước 10 triệu. Đéo phải ứng trước 10 triệu, nếu mà là ông Trùm phải ứng trước 10 triệu thì dòm. Tôi cũng đéo cầm số tiền đấy mà có cái là tôi phải xuống đây tôi đấu, lưu đấu lý với ông Tế này. Xong đó anh Hà anh sẽ phải có trách nhiệm chuyển 20 triệu tôi, anh Hà chỉ cần nói câu ok bắt thì mẹ tôi đi luôn bây giờ luôn để tôi làm 20 triệu. Mẹ có cái gì đâu mà mày không? Khánh thì nó không thiếu tiền nhưng mà anh nghĩ là đi làm gì, đi đôi con làm gì em? Bây giờ em tự nhiên em xuống đấy em được 20 triệu. Sao em đi về? Thách Tùng Dương làm xuống nhà Tế Điên. Thế ông lại nhầm mẹ về tôi rồi, ông hiểu không? Thế là ông lại quá nhầm về tôi rồi, đấy. Tôi chỉ cần... Đấy, anh Hà ơi, vào tin nhắn nhận tiền. Đấy, em đi xuống... Mày gọi mẹ taxi luôn đi, mày gọi taxi ra đây Tùng Dương này. Tôi không phải là tôi xé vé ông Tế Điên. Nhà mà... ơi, cho em số tài khoản, số tài khoản thôi em. Anh nhận đi, anh nhận đi. Em đi làm 20 triệu, tội việc nhạy lương cao, tội gì anh. Chào bạn xe nhá. Tôi nhìn thấu tâm can các bạn rồi, các bạn nhưng mà xuống nhà Tế Điên mà cầm tôi bảo anh nhận đi và tôi sẽ làm 20 triệu để làm đẹp cho em số tài khoản cái. Con mới sinh ở nhà xem con cái nào đi làm cái gì. Không để em xem thằng Tùng Dương nó đến đâu, nó đẳng cấp đến đâu nào. Đây bây giờ tôi bảo là cứ có 20 triệu vào cho anh Hà, tôi đi ngay, tôi từ đây xuống em xuống Nam Định cũng gần anh ạ. Ôi Khánh à, cháu mới sinh ra để bố ở nhà chăm con, nhưng mà bố mà đi thì ai chăm con. Bây giờ này, lần trước anh để tao lục lại số tài khoản của anh Hà, trước anh đưa cho tao, anh tao vay anh mấy triệu lục lại luôn ạ. Lần trước em vay anh chuyển cho em lật lại cái số tài khoản em chuyển. Đéo bây giờ, các anh em phải không? Bây giờ nếu mà tôi có 20 triệu đấy, tôi lại nói lý với ông anh Tế. Xong đó mới em bắt phỏ, chia đôi 10 triệu. Bây giờ như thế này, việc đầu tiên, gọi taxi. Việc thứ hai, taxi nhà có ô tô đéo phải gọi. Việc thứ hai, bảo vợ ở nhà chuẩn bị cái xe lăn là thứ hai này. Hoặc cả thêm cái quan tài nữa. Tôi nói thật với bạn, bạn chưa chuyển tiền thì bạn đừng bao giờ nói chuyện đấy với tôi. Anh Hà, anh nhận đội em quả. Luôn này. Anh Hà ơi, anh ấy cái vấn cái số tài khoản anh chuyển cho em đúng không? Không nói anh cho em vay thôi. Đúng rồi. Tùng Dương điên à? Dạ. Em chuyển anh. Đang ở nhà con cái mình bao vợ vừa sinh ra. Anh hiểu sao mày, anh bảo cũng mẹ cái kiểu dây sát em vào kiểu này anh hả không? Có nghĩa là bây giờ cùng lắm em xuống em nói lý với ông Tế tí nữa mời em đi ăn phở, mời anh em bắt phở chia đôi mới là 10 triệu làm béo rồi. Nhưng mà bây giờ sợ nhất là như thế này. Anh Tế anh đéo nói lý mà anh xuống đất anh ấy anh động vào máu điên anh ấy tức anh ấy mang đồ anh ngồi tao. Nhưng mà tôi lại đéo quan trọng, tôi lại thích những người như thế, được chưa? Nhiều tính tôi chỉ quan trọng đến là có dám bắt em xuống. Bây giờ anh hai xuống đi, anh hai xuống đi, anh bảo nhận rồi em đi luôn. Để làm nhận rồi. Đi mẹ đi. Không đi đâu. Đi gì em mà anh. Anh chỉ nói này, thực ra là anh Tế thì anh chưa gặp ngoài đời bao giờ đấy, nói thẳng luôn anh Tế anh chưa gặp ngoài đời bao giờ, nhưng mà hai người anh rất là quý, anh không muốn là hẹn nhau đi làm cái gì, nhất là Tùng Dương ấy, cháu mới chuyển từ đéo bao giờ, ông chuyển từ bao giờ, mày bị điên à Tùng Dương, phải từ đời nào rồi anh Hà chuyển cho ông cái đéo phải ông chuyển cho anh đấy,
mày dẹp mẹ cái đi tù chưa? Anh Hà anh chuyển cho ông, đéo phải ông chuyển cho anh Hà nhá. Nguyễn Phú Hà chuyển tiền, có nghĩa là ai quên mẹ mày luôn đi, đúng không? Tức là tao chuyển lên anh Vũ Hà. Thôi, ông như kiểu mình ông muốn dùng tài khoản đấy. Thôi tóm lại là Tùng Dương ấy, Tùng Dương là chân run cầm cập, ăn thua. Nói chung là anh Tế Điên anh cũng ok đấy, không đơn giản đâu. Đất khác thì anh không đi thôi, nhưng mà bạn xuống nhà anh thì tôi đúng niệm luôn. Không cần kèn trống. Nói chung là niệm luôn, không cần kèn trống. Nam Định đâu phải muốn xuống chơi là chơi đâu mà. Mày ăn mày có mời nào mà khiến ông thích ông xuống à? Ông thích ông xuống à, đúng không? Đâu. Bây giờ cứ 20 củ chủ nhà cho nên là thằng Khánh thằng Khai này, đấy nó chỉ là ôm chùm ăn người thôi, chứ người không ăn của nó. Được rồi, anh em phải ra. Anh em không? Đấy. Thế là anh em anh mình. Ơi. Anh như vậy sợ Tùng Dương nó chết nhà thằng này cứ em bấm số chết anh què thôi. Mà được không? Tại vì anh Hà tự tôi nói cho anh Hà này. Anh Hà yên tâm, em nhìn tử vi thằng này không chết được, nó chỉ què mỏ mới què chân thôi. Anh ứng cho em 20 triệu. Ừ, như là ông chùm thực sự. Làm đi. Mày, để bây giờ tao ứng trước 10 triệu. Nói là 20 là phải 20. Tí nữa tôi xuống tao đéo đủ 20. Thế bây giờ cái việc của ông bây giờ tí nữa tôi xuống đấy. Chuyện đầu lý với ông Tế tí tí nữa sau tôi mới anh em mời đi ăn phở mới thằng làm 10 triệu. Ok. Có đéo ở đâu ông hiểu không? Ơi, ngại. Thế. Anh Tế anh chỉ có nói chuyện bằng dao thôi, đéo có chuyện ăn phở đâu. Tôi không cần biết là nói chuyện bằng gì, nhưng tí sau là mỡ anh bạn em mới bạn nghĩ gì, bạn chửi người ta. Xong bây giờ bạn xuống nhà người ta, bạn mời đi ăn phở, anh người ta nghe được. Chỉ có nói chuyện bằng dao thôi. Cho nên là tôi đã bảo ông rồi. Hôm nay tôi cứ tưởng là tôi sẽ làm được 20 triệu không? Nhưng mà tao tiếc là tao đéo có đủ 20 triệu. Vì đây tôi phải xem tôi tài khoản, tao đéo có đủ. Bây giờ anh Hà bạn chỉ nói anh Hà ông ấy gật đầu phát là tôi ok, cả đéo nhận được 20 triệu đấy tôi cũng đi. Thế được chưa? Anh Hà gật đây. Anh Hà bù nhớ 10 triệu. Uy tín luôn, đéo cần 20 triệu. Anh Hà anh bảo là em đi tôi đi luôn, đéo cần phải 20 triệu bóng hình không? Anh Hà thì đéo bây giờ anh chui rồi tôi chết rồi, nhưng mà bây giờ như này. Tài khoản em chỉ có đúng 10 triệu thôi, bây giờ anh ứng cho em 10 triệu nữa. Nếu anh Hà bảo là em đi đi nha. Đéo cần bảo là cái bill 20 triệu. Chốt một câu này, nó có dám đi đéo đâu, thằng này nó chỉ thế thôi, nó chỉ đến tầm đấy là thôi. Bây giờ tôi đang bắt vạ Khánh Sky, chứ bây giờ mẹ hôm qua nó tao cho mày xem số tài khoản tao, về tao còn đúng hạn mức 10 triệu vì cái sinh trắc học. Hiểu như này, số tài khoản của tôi, sinh trắc học vì tôi mua số tài khoản của người khác. Vì tôi làm đây, anh Hà đấy, ông bảo anh Hà đứng cho ông 10, 20 củ, đi anh Hà chỉ gật đầu và tôi đéo gần 20 củ đấy, tôi mất đi mà. Anh Hà ơi, anh gật sợ gì nó. Không phải, tôi đang muốn bắt quả vạ của Khánh Sky này. Tại vì thằng Khánh Sky này nó ăn được rất nhiều tiền từ người khác vì quả đòn này rồi. Các bạn hiểu không? Hôm nay mình cái cơ hội này là mình bắt lại nó, mình ăn lại nó quả đòn này. Các bạn này, hôm qua mày thấy anh Hà anh khuyên là này, thấy anh Hà anh khuyên là vợ mới đẻ là được nước lớn tới đúng không? Nó không dám đi đâu anh Hà ơi. Không hiểu được tôi đâu, hiểu chưa? Cho nên là cái cuộc sống ấy, bạn chỉ hiểu tôi trên mạng thôi, chứ ngoài đời bạn không hiểu được cái tính cách của tôi đâu. Cùng nắm nhá, thằng này nó dắt, nó cùng nắm ấy, nó gọi taxi là lên taxi ngồi thật, nhưng mà đi đến Phủ Lý là quay đầu thôi, thì dọa đến Phủ Lý là quay đầu thôi. Thế, ông anh Tế, ông Tế đi 8 triệu thì thế, cứ nói như thật, vừa nãy chuyển cho anh Hà 20 rồi. Bây giờ trả góp được không? Trả góp được không? Hả? À? Này, trả góp được không? Tôi đã bảo rồi, nếu như ông bảo bất kể ai lên đây có thể thì lãnh đạo cho ông quả 20 triệu này. Rồi, ông quả lên đây. Như này này. Hai tờ đôi. Sư phụ. Đây. Sư phụ Ken Bot đang bên này. Sư phụ Ken Bot đây. Sư phụ cho em ứng cho em 12 triệu thôi, em còn đúng có 8 triệu thôi. Xem cái thằng này nó đến nhà Tế Điên nó làm cái gì nào. Tôi đến từ đâu lý ông đấy, cho tí là mời anh em đến 10 triệu. Đi làm gì gì. À, đi vào lãnh thổ người ta mà nói câu đấu. Thế này, đấu lý đánh tổ bình thường có gì đâu. Mày hiểu không? Sư phụ ơi, sư phụ phải live stream lên thì mới lên được, vì là đang mời chế độ BK, mời sư phụ lên là bị thoát ra. Đây này, để em mời sư phụ lên trước đã. Vía bố chẳng đi. Đây em mời, em đây ạ. À. Em đây. Thế thì em làm thế thì hóa ra anh là đầu vụ à? Không, nó làm sao là đánh nhau. Anh là người đưa tiền để cho Tùng Dương nó đi, nó đánh nhau. Em chỉ nói với sư phụ này.
nó không bao giờ dám đi, nó chỉ bước lên taxi nó đến nó phủ lý là nó quay đầu rồi, thằng này sao dám lên số nhà tế điện. Nhưng mà này, em đã bao giờ nghĩ đến nữa đâu, nó vì cái sĩ diện với em xong nó lại phi đi nhà đâu, nó có làm sao được, có phải vợ con nó khổ không? Làm sao thì cùng nắm, để nếu mà nó có giữ thể diện nó đến nhà ông tế thì chắc nó phải điện thoại trước nó, xong là đến nhà ông tế chắc nó quỳ xuống nó khoanh tay nó xin lỗi, nhưng làm gì có chuyện đấy. Những tặng quốc trường nó ở kiên bót 15 năm đây này, thế thì ai mà nó không anh bây giờ như này nhá, bây giờ sư phụ chuyển vào số tài khoản của em, xong em tự làm cái việc gì đấy là việc của em. Yeah. Không liên quan gì cả, em vay sư phụ để em tiêu. Loại nó cái to còi ra nó nhìn cái vị luôn. Mẹ tứ tự ra sấp đôi luôn, làm gì có vẹo gì. Đua anh em. Không đi đâu, em không đủ tiền thôi. Em mà đủ tiền em bơm bắn ra. Bây giờ em là ông trùm. Em là ông trùm. Em là ông trùm thì em phải xử việc gì mà không liên quan đến súng đạn chứ. Em lại xui hai thằng nó đi chém nhau thì tự nhiên em đi chém đầu vào giỏ. Em không xui, em nhìn thấy là hai thằng cũng chả thằng nào dám phục thằng nào cả. Một thằng thì giang hồ về hưu, một cái cây đã cối đã lụi rồi, giờ chỉ có gió báo tí báo nhẹ thôi cũng gãy cành. Một thằng thì vừa vợ vừa mới đẻ, làm sao dám phục nhau, nhìn thấy luôn. Đúng rồi. Mà hai bố gặp nhau khi lại ôm hôn nhốt cùng phòng, khi lại ôm hôn thắm thiết. Không có tuổi hay là thu tuổi. Nhìn thấy luôn. Bây giờ làm đéo con thằng nào là thằng đầu gấu ở Khánh. Em chỉ thử nửa chúng nó thôi chứ vụ không? Yeah. Thử nửa xem là chúng nó gấu đến đâu thôi. Tùng Dương là từ dạo lấy vợ là biết thương vợ thương con rồi, giá chết rồi. Không còn Tùng Dương. Nhưng mà em chỉnh cho vụ ở năm ngoái, em chỉnh cho nó mới ngoan đấy. Tiền bón thử uống vào sắc xả mấy năm rồi, em chỉnh mát nó mới ngoan đấy. Không, từ dạo anh thấy nó lấy vợ nó ngoan đi thật đấy. Nó suy nghĩ chín chắn. Từ ngày em chỉnh cho cái vụ hẹn đấy, nó mới không dám đấy. Cũng có thể. Không, nhưng mà không phải từ ngày lấy vợ đâu. Ấy, bao giờ mà Khánh phải lấy vợ ấy, xong Khánh có cái suy nghĩ giống Tùng Dương ấy, là Khánh lên người. Đấy. Con người em đã lấy vợ rồi, em nó đuổi phút rồi đấy còn gì nữa. Một khi mà đã là lính thì chỗ nào là chiến trường, vợ con dẹp ra bên để làm việc đã. Nhưng mà chưa có con, Cứ dẹp ra bên hết. Tùng Dương bây giờ nó biết thương vợ thương con lắm. Anh em nó mới là chân tay hơn vợ con, vợ thì con thì mình không nói, con nó là ruột thịt rồi. Vợ chỉ là người ngoài thôi, nó là quần áo, thay bộ nào cả được, thay bộ mới hơn, đẹp hơn. Còn anh em mới là chân tay, con thì là ruột thịt thì mới không nói. Dương gì? Vợ là đồ chơi đấy. Người có tài có thể là lấy vợ khác mà. Nhưng mà bây giờ sư phụ bơm cho em 12 củ đây, em thử lựa thằng này gái nào. Tiền thì anh thiếu gì, nhưng mà cái việc không này... anh không thử lựa không dám đi đâu, gỗ lắm em, đọc vị em phát vị rồi. Sư phụ biết em là pháp sư à, nó sĩ diện với cộng đồng mạng xong nó phi xuống một là nó bỏ mạng ở đấy, mà hai là người ta bỏ mạng vì nó, thế là anh là đầu vụ, thế là anh chết. Cái con người này, chứ còn nếu mà em mà cần tiền vào cái việc gì thì anh có ngại gì đâu, nhưng riêng việc này thì nó không dám làm, không dám làm đâu. Không dám đâu, anh cũng tin là không dám. Con gấu ngồi bông mẹ cái con nó gọi là gấu nguyên bông. Con người ấy nó làm dám làm hay không đoán nhau ánh mắt. Chứ hiểu không? Đúng rồi. Ánh mắt và nụ cười nó khác, màu da nó khác, nước dưa nó khác. Con người cứ sồn thì không dám làm gì đâu. Anh chứ nói nhá. Chứ bộ để ý. Một con nó đót đi vào nhà nó không cần sủa, nó mới hay đớp. Chưa đi con dog mà nó cứ hoảng hoảng liên tục thì nó ít đớp lắm. Thế là anh bảo với Khánh này này, người ta bảo là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, chỉ có mỗi Khánh Sky bao nhiêu năm nay vẫn ở trên mạng vẫn là thế ông trùm. Không có thằng nào là ông trùm. Đấy không? Con người nó cũng được thế, con người mất thế rồi thì đến con vợ nó chửi cho ai chứ nói gì. Thằng em Tùng Dương là anh cũng theo dõi nó nhiều năm rồi. Nhưng công nhận là 5-7 năm trước ấy là nó cũng làm máu đấy. Thế nhưng bây giờ 5-7 có năm trước là có ông anh khá ở nhà thôi. Không, nó cũng là thằng có máu đấy. Nhưng mà là bây người giờ mất có thế bọn rồi. Bọn em nói cho cụ này, nếu mà đã là dòng hộ thật, báo thật, gấu thật thì đến chết nó vẫn là con hộ nhá sư phụ nhá. Còn con hộ mà con chó mà nuôi chung với sư tử ấy thì cũng vẫn là con chó thôi, không là thành sư tử được.